Con là Hải Phiên. Vậy đó, xin chào. Mình xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn chơi con hà mã này nhé. Các bạn đầu tiên với bay nè. Cầm đi rồi để yên nhà đi là mà bấm cho. Đó. Sudi con nói nè, Sudi. Xin chào các bạn, mình sẽ giới thiệu bạn chơi cây kiếm bằng pin. Nó lớn lên. Nó này nhìn dưới đây nè. Chơi cây kiếm bằng băng. À, rồi cầm kiếm lên chơi đi.